Xin chào bác đã đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình cho các bác mẫu địa hình Chopit Martinez, một mẫu địa hình mang thương hiệu của Pháp, được nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng, đồ zin tất tần tật 100%. Trang bị bộ chuyển động sau là full Shimano DOG. Bộ chuyển động là full Shimano DOG, bánh 27,5 inch. Nhập bếp 10 tầng, 3 tầng đĩa, khung nhôm nước sơn nguyên bản. Chopit là một hãng xe đạp thể thao rất là nổi tiếng, mang thương hiệu của Pháp. Tổng thể chiếc xe như các bác thấy trên hình là rất là đẹp, do là xe đã qua quá trình sử dụng nên là xuất hiện những vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Full bộ chuyển động Shimano UZ. Phần ghi đông của chiếc xe thì được trang bị đôi tay bấm Shimano UZ, tay dầu Magura, dầu rất là ngon đó nhé. Magura là một cái loại hàng hiệu của phụ tùng xe đạp. Đây là khóa hành trình giảm xóc trên tay lái. Mảnh bánh 27,5 inch, đồ nguyên zin của Chopit. Dây đề là được đi êm sườn. Chúng ta sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 38 cm, từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe vừa cho các bác đi từ khoảng 58-60 đến 70 đi là phù hợp. 10 tầng lít và 3 tầng đĩa. Chiếc xe có 30 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe thì cũng rất là mượt mà, phát nào ăn phát đấy, anh xuống rất mượt. Thì, chiếc xe đang bán bên em với mức giá chỉ có là 7,9 triệu. Cái mức giá 7,9 triệu các bác đã được một chiếc xe mang thương hiệu Pháp, vành 27,5, bộ chuyển động full Shimano DOG, rất là cao cấp của dòng Shimano, phanh dầu Magura, một chiếc xe còn nguyên zin. Đang bán mức giá 7,9 triệu. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bạn ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và ấn thêm nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.